sang năm đang dự kiến rằng chọn một cái mắt kiếm để phù hợp với bộ đồ quay MV rất là khó, và chắc phải kiếm rất là nhiều nơi, rất là nhiều kiếm. Chị Vân và Jun đã chọn được cho mình một cái mắt kiếm rất là phù hợp rồi. Thì có một lần thì Tony vô đây chọn kính nhưng mà phải mất đến 3 tiếng đồng hồ thì mới được chọn cái kính hợp với khuôn mặt của mình. Thì hôm nay lại vô đây nữa thì không biết phải chọn cái kính nào để cho hợp, cho nên là hơi khó chọn kính. Theo cái tình hình này thì không có kiến nào hợp. Thì Tony sẽ về và đưa cho chị Vân xem thử cái kiến của mình đã chọn ở ngoài. Đó là cái kiến mà chị rất là thích, và có nghĩa là nó sẽ mang thêm một cái phong cách nó hiện đại hơn. Bây giờ hãy theo cả nhóm đi xem chỗ khác để thử đồ nha. Các bạn, chúng ta đang ở tiệm Masio. Okay. Đây là thiết kế anh Dũng. Masio là nhà tài trợ chính của 365. Mình có tư vấn và hỗ trợ để cho 365 có những bộ trang phục tươi trẻ và màu sắc theo xu hướng thời trang là thế giới là color block đang thịnh hành hiện nay. Sắc màu này các bạn ạ. Và đây là cái chạm cuối cùng của nhóm, một cái shop quần áo rất là sặc sỡ, mời các bạn cùng đi với 365 nhé. Có một mặt tư tỉnh hơn thì chúng ta phải dậy thiệt là sớm, thì bởi vậy Will phải dậy sớm hơn mọi người để nhất là mình tranh thủ nhiều khi còn phải soạn đồ quần áo coi có còn thiếu gì không, mà nếu dậy trễ quá thì sẽ tới lúc đi gấp gáp sợ sẽ để quên nhiều thứ nữa. Make up trước thì make up, còn người nào lấp liếm được giờ giấc nào ngủ thì mừng thôi. Thì tôi nằm đó cũng ráng nướng rồi xuống đến răng rửa mặt thì cũng ngồi phờ phờ, nhưng mà lát nữa có bánh mì vô cái bắt đầu tỉnh xông xáo hơn. Etty nằm cách chậm lại mà không ngủ được, tại vì rất là lo lắng là không biết ngày mai mình quay như thế nào và mình sẽ quay như thế ra làm sao và mình có làm tốt hay không. Chắc ăn cho phần trình diễn của mình trên MV thật tốt thì nhóm đã phải tập đến gần 12 giờ mới ngủ, và 12 giờ ngủ cho đến 2 giờ sáng thức thì nhóm ngủ gì được 2 tiếng đồng hồ thôi. 2 giờ sáng sẽ thức dậy để make up thì mình hồi cho nên hồi hộp đến nỗi mà không thể nào ngủ được. Mình cố gắng nghĩ là gán ngủ nhưng mà vẫn không thể nào nhắm mắt được. Không phải điệu quá tại vì tóc này tóc mới, tóc cũ trước thì nó kiểu phồng phồng mà nó nhiều hai bên, còn bây giờ thì nó cạo vớt thì rất là khó chỉnh, một mình chỉnh thì không được mà nên sợ nó bị hư nên sẽ làm lại. Bây giờ là 4 giờ sáng rồi và mọi người đã make up xong, cho nên là người cuối cùng make up, và bây giờ chúng ta sẽ di chuyển tới địa điểm tiếp theo để bắt đầu cảnh quay đầu tiên nha. Lần đầu tiên bỏ các thành viên
viên lên một chiếc xe tải và chiếc xe tải đang di chuyển và các bạn phải nhảy ở trên đó. Cũng đang rất là hồi hộp, không biết là cái ý tưởng táo bạo này của Vân nó có thực hiện được hay không. Thực ra là trước ngày quay một ngày thì Khánh cũng có đến và xem chiếc xe. Thì khi mà đứng lên trên xe và đặt máy quay lên và xem thì cảm giác rất là lo. Bởi vì mình đứng yên như thế này và thấy máy cũng rung rất nhiều, mà ngày mai năm chàng trai còn nhảy ở trên đó thì không biết là họ sẽ xoay sở như thế nào. Quay vào lúc sáng sớm bình minh á, nên lúc đó vẫn còn tươi tỉnh lắm. Uống nước tăng lực vô là bắt đầu sung rồi, bắt đầu chỉ cần vô là nhảy nha. Khi mà xe chạy thì cái lực quán tính làm cho mọi người phải bị đổ về sau. Nhất là Jun và Will là hai người đứng ở ngay cái mép của cái xe tải đó. Thì khi mà nó chạy, nhất là khi lúc mà lên cầu á, thì thôi rồi, nghiệt được một cái, Jun với Will phải nắm tay nhau. Nhưng mà có những lúc mà Jun tưởng là Jun cũng bay xuống dưới luôn rồi. Xe vừa chạy một cái rồi là bắt đầu cả năm đứa là loạn choạng. Và đến những cái đoạn mà có ổ gà hoặc là những cái đoạn gồ lên mà xe nảy lên một cái thì năm đứa tưởng chừng là bị té. Mình đang nhảy cái tự nhiên xe chạy mình không biết làm sao cái. Cho nên là cũng hơi sợ. Lúc đầu thì mặt ai cũng căng thẳng hết đó. Khi quay và vừa phải nhảy mà vừa phải giữ thăng bằng cho mình trên xe mà xe chạy với tốc độ cũng tương đối nhanh. Vừa đứng vừa hát trên sân khấu thì mình đã hay run rồi. Mà lên xe tải nhảy thì còn run hơn. Lấy chân bám về nhức chân quá trời luôn. SD lại đứng bìa nữa cho nên là không dám nhích vào bên kia. Sợ họ bị té xuống đường là rất là khổ. Cho nên là không dám làm mạnh động tác, nhưng mà cũng cố gắng là làm hết sức mình. Đến khoảng cái shoot quay thứ tư hoặc là thứ năm, ai sáng nhớ không lầm, thì lúc đó mọi người mới bắt đầu quen với cái nhịp độ đó và bắt đầu quen với cái cảm giác đứng trên xe và xe chạy nhảy thế nào. Thì bắt đầu mọi người mới lấy được bình tĩnh và cố gắng cười là nhiều. Nhưng mà thực sự là đây, quay đến lần cuối cùng thì trong lòng đứa nào cũng vẫn còn rất là sợ. Rất là khó nhỉ. Rất là mới lạ. Thực ra là lúc đầu cảm thấy rất là bình thường. Sợ, lúc đầu cảm thấy không. Là sợ. Lúc đầu là bình thường là. Nhưng mà khi lên xe rồi thì cảm thấy lúc xe bắt đầu chạy thì rất là sợ đúng không? Nhưng mà bây giờ đã quen rồi. Quen rồi. Giống như đang giữ thằng bằng trên với bằng vậy. Đúng không? Khi mà mình nhìn thấy được cái sự gọi là sự quyết tâm của họ, cái sự thể hiện của họ cũng như là cái sự rất vững chắc của họ trên chiếc xe tải khá là nguy hiểm đó, thì tự nhiên bản thân mình cũng cảm thấy tự tin hơn, tay máy cũng vững hơn, cả ekip cũng dường như là 365 truyền lửa cả ekip nữa. Muốn thì muốn xe chạy rất là nhanh mà không biết vì đường xá cộng thêm cái sự an toàn cho 365 cho nên cũng chạy cái tốc độ bình thường thôi. Bây giờ mình đã quay hầu như tất cả các cảnh và tất cả các shot trên cái chuyến xe để nó di chuyển rồi. Mình sẽ xuống, mình quay một cảnh toàn trong lúc chuyến xe di chuyển có 365 trên đó, rồi mình sẽ di chuyển tới hầm đá.